Được khởi công từ năm 2018, Sun Gold Tuần Châu Hạ Long là Sun Gold có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh với diện tích 140 ha, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, bên bờ di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Sun Gold này được thiết kế để cung cấp dịch vụ đánh gôn 24/24 giờ, vừa góp thêm một sản phẩm du lịch cao cấp cho Hạ Long Quảng Ninh, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm du lịch ban đêm cho du khách. Đặc biệt của Sun Gold Tuần Châu là có đường gôn số 12, đường gôn dài nhất Việt Nam. Ngoài ra thì có một bãi cát trắng dài 1 cây số cùng với là những cái điểm phát bóng, điểm green quanh bờ bao biển. Đấy, rất là đẹp. Tiến độ hiện tại bây giờ là trong tháng 12 là chúng tôi sẽ phủ cỏ toàn bộ 18 lỗ và dự kiến là trước Tết Nguyên đán sẽ đưa vào hoạt động nhà tập gôn. Cùng với sân gôn Tuần Châu Hạ Long sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần, Tập đoàn Tuần Châu đã ưu tiên đầu tư cải tạo khai thác du lịch gắn với những lợi thế được thiên nhiên ưu đãi như cải tạo, nâng cấp bãi tắm với thảm cát dài trên 8 km, mở cửa tự do phục vụ du khách. Từ năm 2016, Tập đoàn Tuần Châu cũng đã đầu tư cảng tàu nhân tạo lớn nhất Việt Nam tại đây, trở thành cửa ngõ đẳng cấp của Vịnh Hạ Long, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách qua cảng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Tập đoàn Tuần Châu cũng khai thác nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ, trực thăng, kết nối du lịch Hạ Long với đảo Ngọc Cô Tô bằng tàu 5 sao Tuần Châu Express. Tập đoàn Tuần Châu hiện cũng đang đầu tư và hoàn thiện các công trình sân khấu thực cảnh 10.000 chỗ ngồi, mang đến những vở diễn thực cảnh đầy tính nghệ thuật cho du khách và công viên điêu khắc với hàng trăm tác phẩm gắn với các truyền thuyết của dân tộc. Thì đầu tiên tôi tới đây tôi thấy Hạ Long phát triển rất là nhiều, đổi mới tất cả. Tôi rất là bỡ ngỡ và tại cái đảo Tuần Châu này thì mình thấy nó không khác gì một cái đảo nhỏ của Hawaii. Thì mình thấy ở đây chắc phải vài ngày chứ không phải một hai ngày được. Phải ba cả tuần lễ mới hết cái cảm nhận của mình, mới sung sướng được. Những cái dịch vụ kết hợp là tôi thấy khá là ổn. Nhà hàng, ăn uống, những cái dịch vụ chung quanh chẳng hạn như thủy phi cơ. Tôi nghĩ rằng là đi nước ngoài mới có thể có những cái dịch vụ trải nghiệm đó. Nhưng mà không ngờ đến Hạ Long thì chúng ta cũng đã phát triển được cái loại hình sản phẩm này để cho du khách có thêm cái nhiều lựa chọn. Thì tôi thấy đây là một cái tiềm năng. Thì sau khi mà đi khảo sát chuyến này về thì có thể sẽ đưa vô Hạ Long làm một cái sản phẩm chương trình tour Tết cho du khách miền Nam đi ra miền Bắc để mà tham quan trong cái dịp Tết cổ truyền năm nay. Nắm bắt xu hướng ngày càng phát triển của hình thức du lịch MICE, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, Tập đoàn Tuần Châu cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở vật chất, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến, được lựa chọn của nhiều sự kiện hấp dẫn. Chúng tôi có một cái dự án lớn, đó là xây dựng một cái khách sạn 6 sao, 5.000 phòng. Thì hiện nay đã và đang xây dựng. Thì thời gian xây dựng cái khách sạn này nó khá lâu dài bởi vì quy mô của nó lớn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn tạo một cái sự khác biệt. Ở thành phố Hạ Long, ở tỉnh Quảng Ninh và nhiều nơi khác thì họ đã có những cái khu du lịch, có những cái khách sạn như thế, có những cái hội trường như vậy và có những cái hoạt động dịch vụ trong khách sạn. Chúng tôi lại không lập lại cái đó mà chúng tôi lại có cái hướng đi riêng của mình. Vì thế cho nên là thận trọng, tỉ mỉ, từng bước làm đến đâu chắc đến đó. Và hy vọng một thời gian không xa thì toàn bộ cái tổ hợp này, chúng tôi có thể nói đây nó là một cái tổ hợp thì sẽ hoàn thành, khi đó đưa vào phục vụ du khách. Với tư duy phát triển du lịch theo hướng bền vững, không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đảo Ngọc Tuần Châu là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Hạ Long, Quảng Ninh.